Hello anh em, bữa nay mình sẽ đánh 3 sợi dây tiếp ha, đánh một lần 3 sợi dây ha. Thì mình đánh 3 sợi dây thôi, mình không đánh hơn 3 sợi dây nữa, mình đánh nó vừa gọn trong cái khả năng mình có thể nhớ nó thôi bạn. Thì cũng là thứ luôn ha. Thì mình đánh 3 sợi dây này rồi tới 3 sợi dây này, 3 sợi dây này rồi 3 sợi dây này ha. Ok, bắt đầu vậy ha. Thì khi mình đánh 3 sợi dây thì bắt đầu nó triad nó nhảy vô trong, nó nằm trong đây rồi bạn. Mình sẽ thấy nó rồi nhưng mà mình chưa nói nó, mình lại giờ mình vẫn đánh la thứ thôi ha. Mình đánh ha, từ nó đó la nằm đây. Mình kiếm một quãng 8 mà ha. La si do re mi fa son la. Còn cái la đâu nữa không ta? Còn cái la nào nằm ở đây? La. Mình kiếm càng nhiều thôi. Thấy mà hiểu ý mình à, một quãng 8 từ đây đến mà rất nhiều cách để đánh. Còn kiếm cái quãng 8 nó đánh nha mà. Cái này mình đánh hai nốt, 2 giây 1 giây thì mình tha trình rồi, nhưng mà bây giờ mình quãng 8 ha. Một cách ha, một cách lỏng. Quãng mình đánh vào quãng 8 ha, bây giờ mình đánh quãng 8 mà mình đánh bậc 3 đi. Chưa đánh hợp âm gì nhiều bạn, mình có thể đánh, bây giờ mình có thể đánh 3 nốt chung với nhau được không? Lúc à, mình đánh bất cứ cái gì miễn sao nó nằm trong cái âm dài đó được bạn ha. Đánh ha. Bạn nên đánh vậy nha bạn. Cứ kiếm 3 cái nốt mà nằm trong cái âm dài đó, mình cứ đánh thôi không sao, được luôn. 3 nốt này có trong âm dài đó không? Có rồi, dĩ nhiên có. La ngày hôm nay mình đánh nó hơi ra ngoài khỏi la. Mình cứ đánh đừng có sợ bạn. Đừng có sợ, không chậm lại chút nè, để dù mình đánh. Nốt nào nữa, nốt nào gì đây, nốt nào mình có thể đánh, có thể đánh đây, không có thể đánh đây, có thể đánh đây. Mình có thể đánh nhiều thứ, đánh đây cũng được luôn. Rất nhiều thứ.
cho nên là cái này rất là tốt, mà cứ mình đừng có sợ. Chủ yếu là mình nhìn vô đây mình có thể bấm được bất cứ các một lần nhiều nốt mà nó luôn luôn nằm trong những cái nốt của âm giai la thứ. Đó là lý do mình tập, mà lý do mình tập từng sợi dây một là vậy. Này giờ bạn thấy mình đánh chập cái đó chập đoan, tại vì này nó chỉ có mình có nốt này. Nhớ các bạn, bây giờ thì về đánh ha, bây giờ có thể bạn có thể đánh ba sợi dây này, có thể đánh rất nhiều bài hát melody, bất cứ melody nào ha. Hoặc là mình chế melody riêng của mình. Này có nốt ngoài. Thì mình ba sợi dây kia mình cũng làm vậy. Đừng có sợ là mình đánh mình đánh sai. Khi mình đánh sai cái lỗ tai mình tự nhiên nó báo cho mình, nếu mình đánh này một hồi nó quen à. Mình nói là lấy cái la để cái lỗ tai mình nó nghe quen dần với cái la đi ha. Mình nói ông này mình thấy mình đánh được hai nữa, hai hai sợi dây nó cắt nhau không, mình đánh được vậy. Mình sao hai cái nốt đó nó nằm trong cái âm giai la thứ là mình đánh được các bạn. Dùng mình quyền đánh ngay đây, mình quyền đánh, mình có thể đánh vậy nhưng mà nó thường quá đúng không ạ. Nên đánh đi, mà nên đánh để biết là mình có thể đánh được cái này, nó rất có lợi nè. Nếu mà mình không tập cái này mình không biết được đâu bạn. Nè. Đánh vậy được luôn. Anchor. Sẽ có những cái nó hay, sẽ có những cái nó vô duyên, nhưng mà mình sẽ tập nó, mình sẽ dùng nhạc lý để mình phát hiện ra tại sao nó vô duyên bạn, nên đừng có lo các bạn ha. Rồi sau đó mình sẽ không đánh vô duyên nữa ha. Hoặc là mình anchor, bây giờ mình có thể anchor nhiều rồi. Coi nào. Mình có thể chế ra được rất nhiều thứ với ba sợi dây nha. Rồi tiếp tiếp theo ba sợi dây kế ha. Ba sợi dây kế mình bấm được cái hợp âm la thứ rồi không?
rất tốt. Vậy mình có thể đánh được chỗ nào? Có thể đánh được như vậy đó. Đánh sai biết liền đúng không? Này, la thằng à. À son thằng, son à. Không được. Nhớ nghe bạn à. Vậy là nếu mà mình đánh nhiện lần là mình sẽ rất nhiện các bạn, nên là mình nghĩ là các bạn nên tập cái này ha. Mình sẽ tập cái này thường xuyên đúng không? À, ba gì đây tiếp ha. À, lúc mà mình đánh triad thì nó sẽ còn hay hơn nữa. Hiện tại bây giờ mình chỉ tìm kiếm những cái nốt thuộc cái âm giai la thứ để mình đánh thôi, mình không chưa nghĩ gì xa vời đó. À, ba sợi dây này tiếp theo ha. À, cái sợi dây là được rồi. Đánh quảng 8 ha. Ở cái sợi dây là này nó lỏng này, cho nên mình có thể ăn cần. À sai, nó này nó pha thằng. Giờ mình thấy nó mình đánh quảng 8 không ạ? Ok các bạn. À, ba sợi dây tiếp theo. Càng nhiều càng tốt, và càng nhiều càng tốt, mà cứ đừng có bị chặt cái nốt la thứ của mình ha. Có thể chế solo nè. Đánh chậm lại bạn.
khoảng nó xa ra một chút bạn, để cho mình làm sao mà con mắt mình nó nhìn lúc nào mình cũng để đúng vô cái nốt nốt của cái nốt tự nhiên các bạn ha. Ha. Video này cũng là ngắn chút xíu thôi, tại vì cái này chỉ là ý tưởng để tập thôi mà. Nếu mà mình tập một mình á thì mình có thể ngồi đây mình bật khoảng nếu 3 sợi dây mình cho một cái 3 sợi dây này 3 phút, 3 4 phút, 3 phút ha. Ừ. Trong lúc mình tập vậy, nếu mà mình tập mà mình không có nói chuyện á thì nó sẽ có nhiều cái nó mới nó lòi ra, thì mình thấy cái gì đó hay á thì những cái video sau mình sẽ nói với bạn nghe ha. Mình này mình đánh hy vọng là mình có một cái gì đó bất ngờ nó xuất hiện trong lúc mình đang làm gì, mà trong lúc quay video mà cũng chưa có thấy gì đặc biệt lắm ha. Thì tìm pattern ha, đánh hai nốt chung ha, thở một giây hoặc là ha, và anchor, và đánh bất cứ ba nốt nào mà miễn nó nằm trong là được, không phần phải là cái hợp âm. Ví dụ mình đánh nghĩ như là ra một cái hợp âm nhưng mà mình chưa biết nó hợp âm gì, mình chỉ đánh để mình nghe tiếng nó thôi mà. Mình có quyền đánh. Mình có quyền đánh. Mình có quyền đánh. Tất cả quyền mà nó nằm trong cái những cái nốt của cái âm dây rồi. Cái hợp âm này hợp âm gì mình không biết. Nhưng mà mình sẽ đi nghiên cứu nữa các bạn. Bạn đánh này bạn sẽ khám phá ra nhiều cái rất là hay, và có thể bạn chế được bản nhạc nữa ha. Coi như là cái này nó miên man mà mình tập biết khi nào nó mới hết, nhưng mà ý mình là khi mà mình nắm được mấy cái mình dễ chịu với lại cái la thứ rồi thì rồi mình sẽ nhảy qua mình đánh rê thứ, thì nó cũng y hệt vậy thôi, nhưng mà nó khác một chút ha. Thì nó khác một vài cái nốt thì lúc đó mình sẽ, nhưng mà mình phải tập, nếu không á mình không cách nào mình đánh được đâu bạn. Nó cũng đánh được nhưng mà nó không có tự do giống như nếu như là mình đã biết nó thuộc lầu lầu rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.